Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Bởi vậy, lẽ ra Napoleon nên nói là từ không thể chỉ tồn tại trong từ điển của những kẻ ngốc mà thôi. Với sự cố gắng của bạn, cái kết xấu nhất cho cuộc đời cũng chỉ là thành công đến trễ mà thôi. Nhiều người hỏi mình là sao mình có thể thức khuya dậy sớm, học tập đọc sách mỗi ngày hay vậy, ngày ngủ có vài tiếng à, bộ không mệt hả? Như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng mình thì lại nghĩ rằng chắc là do mình có nhiều mục tiêu và ước mơ, nó rất là rõ ràng và mãnh liệt hơn mọi người thôi. Cũng giống như khi chúng ta đi thi đại học hoặc là khi đi làm, vì hôm đó có deadline hoặc là một kỳ thi nào đó mà chúng ta cũng sẵn sàng thức trắng cả đêm để học bài và ôn tập. Khi đó chúng ta thấy chuyện đó nó thực sự rất là quan trọng, cho nên chúng ta mới không ngại cái việc thức khuya dậy sớm, đúng không? Và mình nghĩ trên thế giới này cũng đang có rất là nhiều người họ cũng đang làm việc và học tập như vậy, bởi vì họ biết ưu tiên cho việc nào quan trọng hơn việc nào. Mình thì đang ưu tiên cho tương lai hơn là việc ngủ đủ giấc, bởi vì học càng nhiều sẽ hiểu biết càng nhiều, như vậy thì mới có cơ hội chạm tới được ước mơ nhanh hơn. Vậy nên mình thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì cả, vẫn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Công tử cũng đã nói rồi, không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn, hiểu chưa? Và cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi vì người tài giỏi trên thiên hạ này cũng mà đầy. Đừng bao giờ nhìn người khác giỏi một lĩnh vực nào đó và mình phải cố gắng giỏi y hệt họ, bởi vì mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy bỏ. Nhưng cho dù bạn đang làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Hãy luôn tự nhủ với bản thân, bạn có thể kém thông minh, kém hơn người khác về xuất phát điểm, nhưng bạn phải nỗ lực gấp 3 lần, gấp 4 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tôi chưa tìm ra được cách nào tốt hơn bằng việc nỗ lực. Phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. 2. Suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. I know bed is comfy, and there are so many things you can do with your phone. But honey, your dream is waiting for you. Come and get it. Thank you.
tụi em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm. Ok, em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đạp lên em để nó đi lên thôi, đơn giản mà. Cuộc sống mà, em không cố gắng để người khác lại dẫm lên em thôi. Liệu em có muốn làm bàn đạp cho người khác không? Em cũng không biết là trong cả năm nay em đã sống 365 ngày hay là em chỉ sống có một ngày 365 lần. I like you.